Bài hát này thì cũng trường hợp không không khí sắp tới mình hát một bài Giáng sinh đi nha, để xã hội các bạn ra được một gian tối mình đi chơi Giáng sinh ở Đà Lạt.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả ở tháng 1 nhé, Pinko Show được hát với Lương Minh Thụy. Yeah.